Xót xa trước cuộc sống hiện tại của nghệ sĩ cải lương đình đám một thời Vũ Linh Vương. Theo đó, trên kênh youtube của đạo diễn Nguyễn Đức Long đã chia sẻ cuộc sống của Vũ Linh Vương. Cụ thể, dù là tên tuổi đình đám của sân khấu cải lương, thế nhưng hiện tại nam nghệ sĩ sống cô đơn, nghèo khó, bệnh tật trong căn nhà thuê chỉ vỏn vẹn hơn 10 mét vuông. Về tình hình sức khỏe hiện tại, nghệ sĩ Vũ Linh Vương nói ông hiện đã đỡ dần, bỏ nạn và đi chân không được. Hôm nọ tôi bị ngã nên gãy xương chậu, bầm hết tay, may sao trời Phật thương nên ổn lại, tới nay cũng ngồi được, nghệ sĩ Vũ Linh Vương kể. Được biết, nghệ sĩ Vũ Linh Vương hiện tại sống một mình, ông cho hay việc đi chợ sẽ có người hỗ trợ, dù tuổi già sức yếu nhưng ông vẫn phải tự nấu nướng. Theo chia sẻ của đạo diễn Nguyễn Đức Long, nghệ sĩ Vũ Linh Vương giờ không leo được cầu thang để lên tầng nên đành ngủ trên chiếc võng đặt dưới tầng trệt. Ông di chuyển bằng xe lăn và gặp không ít khó khăn. Cả nhà anh Vũ Linh Vương chỉ có một chiếc tủ quần áo nhỏ xíu như thế này, thường thì nghệ sĩ đi hát phải có quần áo rất nhiều, đến vài tủ, vài trăm bộ quần áo, dài vài chục đôi, nhưng anh Vũ Linh Vương chỉ có chiếc tủ nhỏ như vậy. Đạo diễn Nguyễn Đức Long chia sẻ khi thăm nhà nam nghệ sĩ cải lương đình đám một thời. Dù tuổi già và sống trong bệnh tật, nghệ sĩ Vũ Linh Vương vẫn nhớ nghề và đam mê ca hát. Song vì sức yếu nên nam nghệ sĩ không thể cất giọng. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe thông tin xót xa trước cuộc sống hiện tại của nghệ sĩ cải lương đình đám một thời Vũ Linh Vương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.